Hello anh em. Xin chào anh em. Xin chào anh em lại đến với kênh video của Quang Thái Gia Lai. Hôm nay Quang Thái xin giới thiệu với anh em một con máy mài pin Merita nha anh em. Hôm nay thì con máy mài này thì Quang Thái cũng quay nhiều rồi. Giờ xin Quang Thái xin giới thiệu với anh em sơ qua về con máy anh em nhé. Máy mài pin Merita anh em. Đây, một thân máy anh em nhé. Hai cục pin 10 cell anh em nhé. Này, mỗi cục 10 cell đấy, cục pin đây 10 cell này, hai cục pin 10 cell và một cục sạc nhanh anh em nhé, cục sạc hộp sạc nhanh này anh em. Khi mình cắm điện vô là cái đèn này nó báo là đèn, khi mình gắm vô là đèn đỏ mà nó quay đèn xanh đó anh em, là đủ này anh em. Đó, mình gắm vô đèn đỏ là đang sạc pin đó, đèn đỏ nó báo đèn đỏ cho đây là đèn đỏ, đây là đang sạc pin mà nó đầy lên là 100% là đèn xanh này anh em nhé, là nó báo đèn ở bên đây đấy. Rồi đây, và nó cũng như những lần khác anh em, thì con máy nó có những phụ kiện gì thì Quang Thái bỏ theo luôn anh em nhé. Đây là Quang Thái sẵn làm cái clip này gửi cho ông anh đi Đồng Nai luôn anh em nhé. Đây, đây là một cái bảo vệ của nó và một cái tay cầm và một cái dao dựng lưỡi anh em nhé. Rồi, đặc biệt hôm nay anh em là Quang Thái tặng thêm ba cái lưỡi này anh em. Một là một viên đá cắt sắt nè anh em. Đấy, một viên đá cắt sắt một tấc nha anh em nhé. Một viên đá mài nè anh em, mài loại hải dương này một tấc anh em nhé. Rồi, tặng theo đó là một cái lưới cắt gỗ một tấc mốt anh em nhé, một tấc nè, dùng cho nó tấc mà dùng một tấc mốt nè anh em. Đấy, nhân cho 30 răng loại 1. Đó, loại để cắt bỏ hành luôn anh em. Nhưng mà Quang Thái tặng theo, cái này là tặng theo mấy anh em nhé. Mua nguyên bộ như thế này là Quang Thái tặng theo máy và bao ship luôn anh em nhé. Đấy, loại Makita nè. Đấy, loại này cắt gỗ cũng cắt gỗ nhỏ nhỏ là rất là được nha, là ổn nha anh em. Nhưng mà gỗ lớn là mình không nên cắt cái này bởi vì nó dễ bị trượt lắm em, mình cắt nó cũng không đứt hết được anh em nhé. Cái này mình cắt gỗ nhỏ thôi, dù cây cảnh hay là cái gì đó gỗ tươi thôi, mình cũng không nên cắt gỗ khô bởi vì gỗ khô là mình cắt cái lưỡi này rất là nguy hiểm anh em nhé. Ba cái này là Quang Thái tặng theo máy và bao ship luôn toàn quốc anh em nhé. Rồi, đặc biệt ngày hôm nay anh em là Quang Thái giới thiệu về cái làm chuyển đổi này nè, làm xích chuyển đổi này anh em. Quang Thái là có nghĩa là bán cái này là bán theo cái bộ này luôn. Cái này là một bộ này tặng ba cái lưỡi này anh em, lưu ý nhé giùm Quang Thái nhé. Đấy, còn cái này á, làm chuyển đổi này nè, là cái này là bán kèm theo anh em muốn mua không mua cái này cũng được, mà muốn mua cái này cũng được, nhưng mà muốn mua cái này thì nó phải rẻ hơn thị trường, hoặc là rẻ hơn mình mua lẻ anh em, bởi vì cái tiền vận chuyển nó vô hết trong cái máy này rồi. Thì cái này là mình bán kèm theo để về mình dùng luôn anh em, là đảm bảo với anh em là nó sẽ rẻ hơn mấy chục ngàn anh em. Rồi, đỡ Quang Thái mở cái bên trong cái này ra cho anh em xem nhé. Đây, mở ra này anh em. Đây, bộ làm xích đây, làm xích này anh em, đây làm xích đây 11.5 inch này anh em. Đấy, cái đây là cái lam nha anh em. Rồi, trong này nó có cổng xích. Rồi, cổng xích như này, cổng xích nè. Quang Thái không có xí ra, để cho nó còn nguyên này anh em ha. Cổng xích thì nói giới thiệu vậy là anh em cũng biết là trong này nó có cổng xích để móc vô cái lam này anh em nhé. Rồi trong đây thì mấy cái bảo vệ, đấy. Rồi, Quang Thái xin hướng dẫn mắt cho anh em biết cái cách dùng luôn, cách ráp luôn nha anh em nha. Ví dụ như cái máy như thế này. Đấy, cái máy mình như thế này. Đúng không anh em? Đó. Đấy. Rồi, trong này nó có rồi. Nó có cái bộ chuyển đổi trong này anh em. Nó có cục cao su đây anh em. Đấy, nó bị rơi anh em ơi. Đây anh em, đây cục cao su mình bỏ vô đây. Đây cục cao su, cái đây là cái giống như cái lông đền anh em. Mình cứ lưu ý cái chi tiết này mà mình phải để ý nha anh em. Đó, cũng đơn giản không có gì khó đây anh em. Lấy cái lon cao su này đỡ cái này. Đấy, rồi mình ráp cái này vô. Đây, ráp vô anh em. Đấy. Tùy theo mình cắt bên nào thì mình ráp theo bên đó, nhưng mà nếu như mà mình cắt phía bên này thì mình ráp cái hũ này anh em,
Tủ này đổ nhớt nó nuôi cái lam anh em. Đấy, thì mình phải ngắm nó lên nha anh em. Ngắm nó lên trời nha anh em, đừng có bắt nó lộn nó quay xuống lên. Là nó chạy nhớt anh em. Đó. Đây. Anh em. Đơn giản thôi anh em. Ở đây mình quan thái ví dụ thôi, là mình ghép cho vừa vừa nhẹ nhẹ thôi nha anh em. Đấy. Rồi còn một chi tiết nữa anh em. Mình tháo cái này ra. Mình tháo ra mình thay cái lông đền nha anh em. Bởi vì khi mình mài á, thì mình dùng tới hai cái miếng kẹp này. Khi mình mài mình cắt á, mình không có dùng lam xích á, thì mình dùng 22 miếng kẹp này. Còn bây giờ mình phải lấy cái miếng ở trong ra. Lấy miếng trong ra nó mới dùng được anh em. Đây anh em. Rồi bỏ xuống đây rồi. Anh em thấy dù trong máy là nó như thế này. Là hai cái miếng kẹp như thế này để nó kẹp lại cái lưỡi anh em nhé. Nhưng mà giờ mình dùng lam xích là mình phải lấy cái miếng trong này ra. Đó, anh em coi cái trái khế này, trái khế của lam xích này. Trái khế lam xích này ở trong cái chi tiết ở sau nó này. Đây, chi tiết ở sau nó giống như cái máy mài mình này, máy mài trong máy mài mình này. Cái này mình không cái này mình nếu mình dùng lam xích á thì mình phải bỏ nó ra, mình cắt ra để đó nha anh em. Coi nó lạc nha anh em, bỏ ra ngoài. Đấy, xong mình lấy trái khế này anh em. Mình bỏ vô cái khớp mình, cái khế này anh em có cái hình này. Đó, mình quay vô đây. Xong rồi con ốc của cái máy ở ngoài này. Ban nãy đó, rồi mình ráp vào đây. Mình siết lại thôi. Đấy, siết lại này anh em. Đấy, lấy cái dao để vô đây. Siết lại anh em nhé. Siết lại. Ui, vừa. Rồi. Xong mình móc cái lam vô này anh em. Đây, móc cái lam vô đây. Đây này anh em. Móc cái lam đây rồi lấy cọng sắt anh em. Cọng sắt này xé bì bỏ vô anh em, bỏ vô móc vô đây, móc vô tới khớ đây. Đấy, anh em ví dụ thôi nha anh em, cho nên mình chưa dặn ra mình nó làm nữa. Mình ví giả sử thôi mà. Đó, mình móc con xích vô đây xong mình móc vô trái khế này anh em. Bỏ làm đây. Đây, móc vô trái khế này anh em. Rồi anh em thấy không? Đó, trái khế này anh em. Đó, móc vô trái khế xong rồi mình móc cái chi tiết này anh em. Bỏ vừa bắt đầu. Đấy, bỏ vừa này nọ rồi là mình đập vô vậy thôi. Mình dặn ốc lại thôi anh em nhé. Mấy cái này nó đơn giản thì quan thái cũng không nói sợ mất thời gian của anh em ấy. Quan thái chỉ nói mấy cái chi tiết mà đỡ nói cái này vô thôi. Anh em nhé. Anh em thông cảm cho quan thái nhé. Rồi. Dạ xin vậy anh em có gì anh em xin liên hệ số điện thoại của quan thái ở trên màn hình đấy. Cái gì không hiểu thì hoặc là còn thắc mắc cái gì thì quan thái có thể tư vấn cho anh em. Vậy thôi. Đặc biệt hôm nay là quan thái giới thiệu là cái bộ chuyển đổi này, là có nghĩa là quan thái bán kèm theo luôn, bao ship và sẽ rẻ hơn thị trường vài chục ngàn. Bởi vì sao? Bởi vì là các bạn quan thái bán cái bộ này đã tặng vô cái lưỡi rồi, thì cái tiền vận chuyển, cái tiền vận chuyển, cái tiền ship nó vô hết trong cái máy với mấy cái lưỡi này rồi đó anh em. Thì quan thái tặng thêm ba cái lưỡi này để giao lưu thôi, chứ còn thật sự bán thì bán cái bộ đó thôi, chứ không có tặng. Nhưng mà tặng mấy cái này thì nói chung cửa hàng thì cũng nhiều, mua cũng nhiều, chứ mà tặng để giao lưu anh em thôi anh em nhé. Mua thêm bộ lam xích nữa thì mình dùng, mình cắt gỗ loại mà 3 tấc rồi 2 tấc mấy, đường kính 2 tấc mấy, 3 tấc vành anh em. Cái vành nó còn 3 tấc hoặc là 2 tấc mấy rồi là tấc mấy rồi là gỗ khô gỗ tươi thì mình chơi được hết anh em. Bởi vì cái lam xích đó là nó chạy bằng cộng sơn đó anh em. Nó chạy bằng cộng sơn nên nó đảm bảo an toàn cho cái người sử dụng anh em nhé. Rồi xin chào một lần nữa, xin chào anh em, xin hẹn gặp lại anh em trong những clip gần nhất. Cửa hàng Quang Thái là ở 189 Lê Duẩn, thành phố Pleiku, Gia Lai. Số điện thoại là 0982, lộn xin lỗi, 0985 428 679. Xin chào anh em nhé, hẹn gặp lại anh em trong những clip gần nhất. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em.